Thầy chào các em, thầy tên Nguyễn Văn Hùng, hiện đang công tác tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt. Trong chương trình học kỳ 2 của lớp 12 hình học, các em đã được học phương trình của mặt cầu, phương trình của mặt phẳng và phương trình của đường thẳng để hệ thống lại các cái kiến thức giúp cho các em làm tốt các bài kiểm tra học kỳ 2 cũng như giải các cái bài toán liên quan trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Thì hôm nay thầy sẽ dạy cho các em chuyên đề về phương trình mặt phẳng. Như vậy, để chúng ta học tốt cái chuyên đề này thì đầu tiên là các em phải nhớ một số các cái kiến thức cơ bản sau đây. Thứ nhất là phương trình có dạng AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0, trong đó ABC 0 đồng thời bằng 0 được gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng. Và khi đó cái vector N có tọa độ là ABC là một vector pháp tuyến của mặt phẳng. Thứ hai, phương trình mặt phẳng đi qua điểm M có tọa độ x0, y0, z0 nhân vector N có tọa độ ABC, vector N này khác vector 0 làm vector pháp tuyến, thì phương trình đó sẽ có dạng A nhân x trừ x0 cộng B nhân y trừ y0 và cộng C nhân z trừ z0 bằng 0. Thì các em phải nhớ cái biểu thức này cho thầy. Đây là cái biểu thức mà sau này chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều để viết cái phương trình mặt phẳng. Cái kiến thức thứ ba chúng ta cần phải nhớ đó là cái công thức tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Ở đây thầy cho chúng ta cái công thức này có sẵn trong sách giáo khoa. Thì chúng ta lưu ý cái trong công thức này trên tử phải là giá trị tuyệt đối của AX0 cộng BY0 cộng CZ0 cộng D và dưới mẫu của chúng ta đó là căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Như vậy thì trong cái phần phương trình mặt phẳng chúng ta cố gắng nhớ cho thầy ba cái kiến thức trọng tâm này. Và để cho chúng ta biết được các cái dạng bài tập của phần phương trình mặt phẳng thì trong chuyên đề này thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta có bốn dạng chính. Thì dạng đầu tiên đó là chúng ta viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và có vector pháp tuyến. Thì như vậy để viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và có vector pháp tuyến thì ở đây thầy đưa ra cho các em phương pháp đó là đi qua điểm M có tọa độ x0, y0 và có vector pháp tuyến N có tọa độ là ABC thì phương trình mặt phẳng P chúng ta sẽ có dạng là A nhân x trừ y0 cộng B nhân y trừ y0 và cộng C nhân z trừ z0 bằng 0. Thì cái phương trình này thầy đã nhắc từ cái phần trước của cái lý thuyết của chúng ta. Và cái bài tập số 1 để chúng ta áp dụng đó là thầy trích từ cái đề thi của Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Đề thi có nội dung như sau. Trong không gian với hệ trục tọa độ OX, YZ, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng đi qua điểm M và có tọa độ là 1, 2 và trừ 3 và có một vector pháp tuyến N 1, trừ 2, 3. Ở đây là chúng ta có 4 lựa chọn. Vậy thì chúng ta tìm cái đáp án đúng nhất của 4 cái lựa chọn này. Thì như vậy thì đầu tiên thầy hướng dẫn các em giải như sau. Như vậy thì điểm đi qua của mặt phẳng là chúng ta đã có, đó là điểm M. Vector pháp tuyến chúng ta cũng có. Như vậy thì chúng ta chỉ việc thay các cái thông số ABC và X0, Y0, Z0 này vào trong biểu thức này. Như vậy A là chúng ta thay bằng 1, B là chúng ta thay bằng trừ 2 và C chúng ta thay bằng 3. Còn X0, Y0, Z0 chúng ta lần lượt thay 1, 2 và trừ 3 vào thì chúng ta sẽ có cái dạng của cái phương trình mặt phẳng P và chúng ta rút gọn thì chúng ta sẽ có được mặt phẳng P chúng ta cần tìm đó là x trừ 2y cộng 3z cộng 12 bằng 0. Như vậy chúng ta đối chiếu lại kết quả của mặt phẳng P chúng ta tìm ở đây với các cái sự lựa chọn mà đề cho thì chúng ta sẽ có ngay cái đáp án cuối cùng chúng ta đó là đáp án C. Như vậy thì rõ ràng cái câu này cũng không có gì quá khó, chúng ta chỉ việc là thay tọa độ điểm M và tọa độ của vector pháp tuyến vào cái biểu thức thì chúng ta sẽ có ngay được cái đáp số của chúng ta. Qua bài số 2 cũng là từ cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia rất gần với chúng ta, đó năm 2018. Cho 3 điểm không thẳng hàng A, B và C. Cái mặt phẳng mà đi qua điểm A và vuông góc với BC thì có cái phương trình là ở đây chúng ta có 4 sự lựa chọn. Thì như vậy chúng ta lưu ý đó là gì? Mặt phẳng đi qua chúng ta có đó là điểm A. Tuy nhiên, để viết được phương trình mặt phẳng của chúng ta thì cần phải có vector pháp tuyến. Ở đây, vector pháp tuyến chúng ta
là chưa có. Nhưng các em phải đọc kỹ cái đề, đó là vuông góc với đường thẳng BC. Như vậy thì khi mà vuông góc với đường thẳng BC thì dĩ nhiên là mặt phẳng P chúng ta sẽ nhận cái vector BC này làm vector pháp tuyến. Như vậy thì chúng ta có điểm đi qua, có vector pháp tuyến thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có được cái phương trình cái mặt phẳng mà chúng ta cần tìm. Thì như vậy chúng ta thay các cái thông số của tọa độ điểm đi qua cũng như vector pháp tuyến vào biểu thức thì chúng ta sẽ có được ngay cái phương trình mặt phẳng P. Tuy nhiên chúng ta để ý rằng mặt phẳng P chúng ta lúc này là trừ x trừ 2y cộng 2z trừ 1 bằng 0. Thì chúng ta so sánh với các cái sự lựa chọn trên này thì chúng ta thấy dấu nó bị ngược. Cho nên chúng ta sẽ nhân cả hai vế của cái phương trình mặt phẳng P này cho trừ 1 thì chúng ta sẽ có được mặt phẳng P của chúng ta, đó là x cộng 2y trừ 2z cộng 1 bằng 0. Thì chúng ta nhìn lên lại bốn sự lựa chọn này, chúng ta sẽ có ngay cái đáp án cuối cùng của chúng ta, đó là câu A. Chúng ta tiếp tục đến với bài số 3. Bài số 3 thì thầy cũng trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Yêu cầu đó là mặt phẳng đi qua điểm A và song song với mặt phẳng Q 2x trừ y cộng 3z cộng 2 bằng 0. Cho chúng ta bốn sự lựa chọn. Ở đây chúng ta nhìn hình ảnh, chúng ta sẽ thấy được rằng hai mặt phẳng P và Q mà song song với nhau thì chúng ta thấy là hai mặt phẳng này sẽ cùng một vector pháp tuyến. Như vậy thì mặt phẳng P của chúng ta sẽ nhận cái vector pháp tuyến của mặt phẳng Q làm vector pháp tuyến cho nó. Như vậy thì chúng ta cũng không có gì khó khăn để chúng ta tìm ra một vector pháp tuyến từ phương trình mặt phẳng Q họ đã cho, đó là các hệ số đứng trước x, trước y và trước z của chúng ta. Và thầy đưa ra cách giải thứ nhất, đó là chúng ta có vector pháp tuyến của mặt phẳng Q sẽ là 2, trừ 1 và 3. Và điểm đi qua chúng ta có, đó là điểm A, ngay từ đề chúng ta đã có. Như vậy thì điểm đi qua có, vector pháp tuyến chúng ta có. Vậy thì chúng ta sẽ có được ngay phương trình của mặt phẳng P của chúng ta, rút gọn sẽ là 2x trừ y cộng 3z trừ 11 bằng 0. So sánh với bốn cái sự lựa chọn của đề, chúng ta sẽ có cái đáp án của chúng ta, đó là câu D. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cũng không có gì khó khăn để chúng ta tìm được phương trình của một mặt phẳng, tìm được phương trình của một phẳng khi mà chúng ta đã có được điểm đi qua và vector pháp tuyến. Tuy nhiên ở đây thầy sẽ đưa ra một cái cách giải số 2, một cái giải số 2 để chúng ta có sự so sánh giữa hai cách giải. Vì khi chúng ta đi thi thì thời gian là quan trọng. Chúng ta làm sao mà trong quá trình học chúng ta phải rèn luyện cho chúng ta cái khả năng phán đoán và khả năng nhìn nhận một cái cách giải, để mà khi mà chúng ta đọc cái đề lên thì chúng ta sẽ biết ngay chúng ta sẽ chọn cái cách giải nào là hợp lý và để ít tốn kém thời gian của chúng ta nhất. Thì như vậy cách giải số 2 của thầy đó là gì? Khi mà chúng ta có hai mặt phẳng mà song song với nhau thì theo như kiến thức mà thầy cô đã dạy cho chúng ta ở trên trường thì cái mặt phẳng Q sẽ có dạng 2x trừ y cộng 3z cộng với một hằng số d nào đó. Cộng một hằng số d nào đó. Và dĩ nhiên chúng ta lưu ý rằng hằng số d chúng ta phải khác 2. Các em biết tại sao khác 2 không ạ? Chúng ta nhìn lại, nếu như d này bằng 2 thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhìn lại cái phương trình mặt phẳng Q, nếu trong trường hợp mà d này bằng 2 thì rõ ràng mặt phẳng P và mặt phẳng Q này nó trùng nhau. Trong khi đó yêu cầu của bài toán đó là song song, cho nên buộc cái hằng số tự do d này nó phải khác 2. Vậy làm sao chúng ta phải tìm cho ra được cái giá trị d này? Thì các em đọc đề, chúng ta còn một giả thuyết mà chúng ta chưa sử dụng tới, đó là điểm đi qua. Như vậy mặt phẳng của chúng ta đang tìm nó đi qua cái điểm A này. Dĩ nhiên điểm mà thuộc vào mặt thì chúng ta sẽ thay tọa độ điểm đó vào trong phương trình mặt thì nó phải thỏa mãn. Cho nên kết quả khi chúng ta thay vào, chúng ta sẽ tìm được ngay giá trị D chúng ta bằng trừ 11. Và dĩ nhiên giá trị trừ 11 này là chúng ta nhận bởi vì điều kiện chúng ta trên này là khác 2. Cho nên kết quả mặt phẳng Q của chúng ta sẽ là 2x trừ y cộng 3z trừ 11 bằng 0. Và như vậy thì chúng ta đối chiếu lại với bốn kết quả mà đề cho thì chúng ta sẽ có ngay đáp án chúng ta, đó là câu D. Chúng ta đến với bài số 4. Bài số 4 thì yêu cầu đó là viết phương trình mặt phẳng P đi qua điểm và song song với mặt phẳng OED. Như vậy bài số 3 và bài số 4 cùng một dạng, cùng một dạng. Như vậy thì chúng ta có gì đặc biệt ở đây? Đó là gì? Đặc biệt ở chỗ đó là mặt phẳng OED, nó là mặt phẳng tọa độ.
thì chúng ta nhớ lại cái kiến thức của chúng ta mà chúng ta đã được thầy cô dạy chúng ta trên trường. Mặt phẳng tọa độ thì nó là có một phương trình rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Ví dụ thầy lấy mặt phẳng OD chúng ta trong bài toán này thì nó sẽ có dạng là Z bằng 0. Z bằng 0, đó là mặt phẳng tọa độ OD. Và mặt phẳng đó là mặt phẳng mà vuông góc với trục OZ. Và chúng ta lưu ý trục OZ lại là một cái trục rất đặc biệt, bởi vì trên đó có gắn một cái vector đơn vị, đó là vector K có tọa độ là 0, 0, 1. Và dĩ nhiên vector K này nó là vector pháp tuyến của mặt phẳng OXY. Cho nên tất cả các mặt phẳng mà song song với mặt phẳng OXY thì đều nhận cái vector K này làm vector pháp tuyến. Vì vậy có điểm đi qua, có vector pháp tuyến, chúng ta sẽ có ngay được phương trình của mặt phẳng P chúng ta, đó là Z cộng 1 bằng 0. Tuy nhiên chúng ta thấy với một cái mặt phẳng mà đặc biệt như thế này, OXY như thế này, thì chúng ta nhớ rằng tất cả các mặt phẳng mà song song với mặt phẳng OXY thì đều có dạng là Z bằng Z0, với điều kiện Z0 chúng ta khác 0. Z bằng Z0, với điều kiện Z0 chúng ta là khác 0. Chúng ta lưu ý chỗ này, bởi vì khi Z0 bằng 0 thì mặt phẳng đó chính là mặt phẳng OXY của chúng ta. Và mặt phẳng P chúng ta có dạng Z bằng Z0, đi qua điểm A có tọa độ là 1, 2, trừ 1, thì không có gì khó khăn. Chúng ta nhắm mắt, chỉ cần 1 giây sẽ ra ngay được kết quả phương trình mặt phẳng P của chúng ta, đó là Z bằng trừ 1. Chúng ta không cần phải suy nghĩ. Như vậy rõ ràng chúng ta chỉ cần có cái kiến thức, chúng ta nhớ lại những kiến thức mà thầy cô chúng ta dạy trên lớp, những trường hợp đặc biệt thì chúng ta không mất quá nhiều thời gian để chúng ta giải quyết bài toán này. Chỉ cần 1 giây là chúng ta ra ngay mặt phẳng chúng ta cần tìm, đó là Z bằng trừ 1. Z bằng trừ 1. Đó là nội dung của cái bài số 4. Thầy nhắc lại cái trường hợp đặc biệt của cái mặt phẳng OXY. Không phải lúc nào chúng ta cũng áp dụng theo một cái khuôn khổ, đó là gì? Cứ hai mặt phẳng song song là chúng ta sử dụng cùng một vector pháp tuyến, rồi chúng ta áp dụng công thức này, rồi sau đó chúng ta cứ làm từ A tới Z như vậy thì mất rất nhiều thời gian. Có những trường hợp đặc biệt chúng ta cần phải sử dụng phương pháp giải đặc biệt, và chúng ta cần phải có kiến thức để chúng ta xử lý các cái trường hợp đặc biệt đó. Thầy sẽ đưa chúng ta đến với bài số 5. Bài số 5 là thầy cho chúng ta điểm A và điểm B. Chúng ta cùng đọc đề. Điểm A chúng ta có tọa độ trừ 2, 3, 0. Điểm B có tọa độ là 4, 1, trừ 2. Yêu cầu đó là viết phương trình mặt phẳng P, đó là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Như vậy thì 4 bài trước ít nhiều gì thì họ cũng cho chúng ta là điểm đi qua, hoặc ít ra là cũng có được vector pháp tuyến. Nhưng đối với bài số 5 này thì các em thấy điểm đi qua có chưa nào? Chưa có. Vector pháp tuyến có chưa? Chúng ta suy nghĩ thử xem là điểm đi qua và vector pháp tuyến nó đang giấu ở đâu? Nó đang giấu ở đâu? Thì chúng ta trong này chỉ vỏn vẹn có 4 chữ, đó là mặt phẳng trung trực. Vậy thì chúng ta phải nhớ lại cái kiến thức mà chúng ta đã học, đó là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng, đó là mặt phẳng như thế nào. Thì chúng ta nhìn hình vẽ, chắc chắn với hình vẽ này các em cũng đã biết được là mặt phẳng trung trực là mặt phẳng như thế nào, và cũng đã biết được mặt phẳng P này nó đi qua đâu và vector pháp tuyến là ai. Chúng ta nhìn hình vẽ, chắc chắn chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi đó. Vậy thì thầy nhắc lại ở đây, mặt phẳng trung trực đó là cái mặt phẳng mà vuông góc tại trung điểm, tại trung điểm của cái đoạn thẳng của chúng ta. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải tìm cho được tọa độ điểm M. Tọa độ điểm M nó là trung điểm của đoạn thẳng AB. Và tiếp theo chúng ta phải tính cho được cái vector AB. Và như vậy thì bài toán này không có gì khó khăn, rất đơn giản, rất đơn giản. Chúng ta sẽ có được ngay điểm đi qua, đó là điểm gì các em? Chính là điểm M. Và vector pháp tuyến chúng ta chính là vector AB. Tuy nhiên ở đây thì thầy muốn cái vector cùng phương với vector AB này số tương đối là nhỏ lại tí xíu, thì như vậy thầy sẽ đưa số 2 ra ngoài. Như vậy một cái vector cùng phương với vector AB này có tọa độ là 3 trừ 1 trừ 1, thì vector này nó chính là một vector pháp tuyến của mặt phẳng P. Và khi đó chúng ta có điểm đi qua,
có vector pháp tuyến thì chúng ta sẽ có được ngay cái phương trình mặt phẳng P, bằng cách chúng ta thay tọa độ điểm M và tọa độ của vector N này vào biểu thức ngay từ đầu thầy đã giới thiệu, thì chúng ta sẽ có được ngay phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB, đó là 3x trừ y trừ z trừ 2 bằng 0. Và như vậy thì dạng số 1 là thầy kết thúc với 5 bài toán. Tiếp đến là dạng số 2. Yêu cầu của dạng số 2 đó là viết phương trình mặt phẳng B là đi qua điểm và song song hoặc chứa giá của hai vector U và V không cùng phương. Ở đây chúng ta lưu ý là hai vector U và V này không cùng phương. Thì hình ảnh minh họa chúng ta nhìn thấy hai vector U và V mà không cùng phương thì chúng ta nhớ lại kiến thức chúng ta đã học, có một vector đặc biệt mà vuông góc với cả hai vector U và V này, đó là vector nào các em? Chúng ta nhớ lại thử xem nào. Vector mà vuông góc với hai vector không cùng phương đó là vector tích có hướng của hai vector U và V. Cho nên phương pháp giải của dạng toán số 2 này đó là gì? Chúng ta sẽ tính tích có hướng của hai vector U và V, và mặt phẳng P của chúng ta sẽ nhận cái vector tích có hướng này là một vector pháp tuyến cho nó. Và điểm đi qua là điểm M thì cũng không có gì khó khăn để cho chúng ta viết được phương trình mặt phẳng P. Và để chúng ta nắm rõ cái dạng số 2 này thì thầy sẽ cho chúng ta cái bài tập số 1 có nội dung như sau. Thầy cho chúng ta 3 điểm không thẳng hàng A, B và C. Yêu cầu viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC. Thì như vậy chúng ta nhìn hình ảnh này, chúng ta cũng biết được rằng cái điểm đi qua quá rõ rồi phải không nào? Còn lại vector pháp tuyến là vector nào? Vì mặt phẳng P đi qua 3 điểm ABC cho nên rõ ràng là vector pháp tuyến của mặt phẳng P này nó sẽ như thế nào với vector AB và vector AC các em? Chúng ta nhìn hình ảnh thì chúng ta thấy được gì nào? Vector pháp tuyến của mặt phẳng P này nó như thế nào với vector AB và vector AC nào? Rõ ràng là vuông góc. Mà nó vuông góc cho nên cái mặt phẳng P này sẽ nhận cái vector gì? Tích có hướng của vector AB và vector AC là một vector pháp tuyến. Như vậy thì cũng không có gì khó khăn, điểm đi qua có, vector pháp tuyến có, thì chúng ta có được phương trình của mặt phẳng ngay. Và một điều lưu ý ở đây, trong đề này buộc phải cho 3 điểm này là không thẳng hàng. Trong trường hợp mà đề mà không cho 3 điểm này là không thẳng hàng thì chúng ta phải lưu ý chúng ta phải thêm một cái động tác nữa là phải đi kiểm tra thử xem 3 điểm này có thẳng hàng hay không. Thì khi đó chúng ta mới quay trở lại cái bài toán này. Thì đầu tiên thầy sẽ đưa ra cái cách giải quyết bài toán này như sau. Cách đầu tiên là chúng ta nhớ rằng là sẽ có cái cách số 2 và chúng ta sẽ so sánh giữa hai cách giải. Vì khi chúng ta đi thi cái tham gia cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì đề cho dưới dạng trắc nghiệm, thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán này như thế nào là nhanh nhất để cho chúng ta tiết kiệm được cái thời gian. Đầu tiên chúng ta phải tính vector AB. Tiếp theo chúng ta tính vector AC. Cũng không có gì khó khăn để chúng ta tính tọa độ của hai vector này. Và chúng ta đi tính tích có hướng của hai vector AB và AC. Kết quả chúng ta được 14 trừ 8 và 10. Và ở đây thì thầy sẽ lấy cái tọa độ vector mà cùng phương với vector tích có hướng này. Đó là 7 trừ 4 trừ 4 5. Chúng ta lưu ý một mặt phẳng thì có vô số vector pháp tuyến. Và các vector pháp tuyến này dĩ nhiên nó cùng phương với nhau. Cho nên chúng ta sẽ chọn cái vector 7 trừ 4 5 này làm vector pháp tuyến để chúng ta tính toán cho nó đơn giản. Vậy thì điểm đi qua có, vector pháp tuyến có, không có gì khó khăn để chúng ta ra được ngay phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC của chúng ta. Đó là 7x trừ 4y cộng 5z trừ 18 bằng 0. Như vậy thì qua cái cách số 1 này, chúng ta thấy để giải quyết cách số 1 này chúng ta cần phải thực hiện các cái thao tác, đó là tính tọa độ các vector, trong sau đó chúng ta tính cái vector pháp tuyến và chúng ta thay vào cái biểu thức để chúng ta ra được ngay phương trình mặt phẳng. Qua cách số 2, liệu rằng đối với cái phương pháp giải trắc nghiệm
nó có lợi hơn cho chúng ta khi chúng ta đi thi hay không, thì chúng ta sẽ qua cách số 2. Cách số 2 đó là thầy sử dụng đến máy tính cầm tay. Vì máy tính cầm tay của chúng ta là sẽ phục vụ rất tốt cho cái việc mà giải quyết một số cái bài toán, rút ngắn được cái thời gian rất nhiều, rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta thử xem bài toán này chúng ta sử dụng máy tính cầm tay, chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào. Đầu tiên, mặt phẳng ABC chúng ta chắc chắn sẽ có dạng là AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0. Đây là dạng phương trình mặt phẳng của chúng ta. Và đầu tiên là thầy sẽ chọn cái giá trị D bằng trừ 1. Chắc chắn là chúng ta sẽ ngạc nhiên, tại sao thầy chọn bằng trừ 1 mà thầy không chọn số khác? Chúng ta có suy nghĩ đó không? Tại sao thầy chọn trừ 1? Nha. Thì chúng ta lưu ý rằng trong trường hợp thầy đang xét ở đây, đó là hằng số D này nó đang khác 0. Thì thầy chọn D bằng trừ 1. Thầy chọn D bằng trừ 1. Sau đó mặt phẳng P của chúng ta lúc này sẽ có dạng là AX cộng BY cộng CZ trừ 1 bằng 0. Và thầy chuyển cái trừ 1 qua bên vế phải thì nó sẽ là bằng 1. Và mặt phẳng ABC này hiện tại thầy đang cho đi qua 3 điểm A, B và C. Cho nên thầy lần lượt thầy thay tọa độ điểm A, điểm B và điểm C này vào phương trình mặt phẳng ABC có dạng ở đây, thì thầy sẽ có được ngay một cái hệ. Thầy có ngay cái hệ. Chúng ta sẽ bấm máy giải quyết cái hệ này, chúng ta sẽ tìm được các cái hệ số A lớn, B lớn và C lớn của chúng ta. Thử xem. Như vậy thì chúng ta sẽ bấm máy tính bằng cách là chúng ta sẽ nhập các cái hệ số 1, 1, 3, 1 vào máy tính. Rồi chúng ta nhập 1, 1, 3, 1. Rồi đến phương trình thứ hai, 0, trừ 7, trừ 2, 1. Phương trình thứ 3, 2, trừ 1, 0, 1, 2, trừ 1, 0, 1. Rồi, chúng ta thử xem kết quả chúng ta được gì nào. Rồi, chúng ta nhìn kết quả nhé. Nghiệm đầu tiên, đó là 7/18. Nghiệm thứ hai, đó là trừ 2/9. Và nghiệm thứ ba, đó là 5/18. Và ba cái giá trị nghiệm này, đó chính là ba cái hệ số A, B, C chúng ta ở đây. Như vậy thì chúng ta sẽ xem A 7/18, B trừ 2/9 và C chúng ta sẽ là 5/18. Và chúng ta thay A, B, C này vào trong cái phương trình mặt phẳng ABC đang chờ ở đây. Chúng ta thử xem mặt phẳng ABC chúng ta lúc này là 7/18 trừ 2/9 y và 5/18 z trừ 1/0. Chúng ta có ngạc nhiên rằng cái mặt phẳng ABC của chúng ta ở đây so với cái kết quả giải cách 1 nó có gì đó nó không giống. Nó không giống. Chúng ta nhìn lại cái kết quả của cái cách 1 thử xem như thế nào. Mặt phẳng ABC chúng ta đó là 7x trừ 4y cộng 5z trừ 18/0. Trong cái đó của chúng ta là như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ làm thêm một cái động tác nhỏ nữa, đó là chúng ta sẽ quy đồng mẫu chung toàn bộ hai vế của phương trình này cho 18, thử xem kết quả chúng ta có ra được giống như vậy hay không. Ồ là là, giống y như thế. Như vậy thì rõ ràng chúng ta máy tính sẽ giúp chúng ta giải quyết bài toán này nhanh, nhanh. Và chúng ta về chúng ta làm thử thử xem hai cách giải này, chúng ta ngồi chúng ta cân thời gian, bấm đồng hồ. Cách giải thứ nhất hết bao nhiêu thời gian, cách giải thứ hai thử xem hết bao nhiêu thời gian, thì chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn cho cái cách giải chúng ta khi mà chúng ta đi thi. Khi chúng ta đi thi. Tuy nhiên một điều chúng ta cần phải lưu ý, ở đây thầy chọn cái giá trị D bằng trừ 1. Thì hồi nãy chúng ta đang ngạc nhiên tại sao thầy chọn bằng trừ 1. Liệu rằng thầy chọn một cái số khác thì sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Chúng ta hãy qua tới bài số 2. Chúng ta có bài số 2. Giống y như vậy. Cũng cho 3 điểm không thẳng hàng. Thầy yêu cầu viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC. Giống y như thế. Và thầy cho chúng ta 4 sự lựa chọn ở đây. 4 sự lựa chọn. Thì theo cách giải 1 thì dĩ nhiên là chúng ta làm được rồi. Đó nào. Sử dụng cái máy tính cầm tay này, chúng ta thử xem chuyện gì xảy ra. Giống y như hồi nãy. Cũng mặt phẳng ABC có dạng này. Và thầy cũng chọn D bằng trừ 1. Giống y như thế. Giống y như thế. Thì khi đó kết quả chúng ta mặt phẳng ABC có dạng AX cộng BY cộng CZ bằng 1. Giống như thế. Và cũng đi qua 3 điểm ABC. Thế vào chúng ta cũng có một cái hệ như thế này. Chúng ta có hệ như thế này.
Và bây giờ chúng ta bắt tay vào. Đây, chúng ta cùng bấm máy tính nha. Đây, chúng ta bấm 0, 1, 1, 1. Rồi, chúng ta nhập vô 0, 1, 1, 1. Rồi, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, trừ 1, 1, trừ 1, 1, 3 và 1. Rồi, kết quả umbala vô nghiệm. Như vậy thì chúng ta thấy, nếu như rõ ràng trong cái phòng mà chúng ta tham gia cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà ra bấm máy mà ra vô nghiệm như thế này thì chắc chắn rằng là chúng ta đang toát mồ hôi. Đúng không ạ? Chúng ta toát mồ hôi ngay. Các em yên tâm. Thầy sẽ giải quyết ngay cái vấn đề này rất đơn giản. Rất đơn giản, không có gì khó. Khi mà bấm ra vô nghiệm đó, khi mà chúng ta giống bài trước là chúng ta bấm ra có nghiệm ABC, đó là chuyện bình thường, ra ngay kết quả liền. Nhưng ở đây bấm ra vô nghiệm thì chúng ta cũng phải bình tĩnh. Chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán này, đó là gì? Khi mà vô nghiệm thì chúng ta nhớ rằng chúng ta chọn giá trị D bằng trừ 1 này là nó đang có vấn đề. Đang có vấn đề. Trong trường hợp này bài toán chúng ta phải là D nó bằng 0, bởi vì mặt phẳng ABC này nó đang đi qua góc tọa độ O, cho nên D chúng ta phải bằng 0. Khi mà bấm máy tính sử dụng hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn để giải bài toán theo cái kiểu dạng như thế này thì chúng ta lưu ý nó chỉ xảy ra hai kết quả. Đầu tiên chúng ta chọn D bằng trừ 1. Nếu như ra luôn các cái hệ số ABC chúng ta, yên tâm ngủ ngon, kết quả đó chắc chắn chính xác. Trong trường hợp ra vô nghiệm thì chúng ta nhớ rằng D này bằng 0 mới đúng. D này bằng 0 mới đúng. Như vậy thì khi mà D bằng 0 thì bốn cái sự lựa chọn này, chắc chắn rằng hai cái sự lựa chọn mà nó sẽ phải biến mất, đó là hai cái sự lựa chọn nào các em? Đó là A và B. Như vậy chúng ta đã loại bỏ được khỏi cuộc chơi hai tên. Còn lại hai em này, trong này chắc chắn sẽ có một đáp án trong này. Chắc chắn sẽ có một đáp án. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta chọn đúng được cái đáp án bây giờ? Thì chúng ta sẽ lấy cái tọa độ điểm A này, chúng ta không có gì khó khăn, chúng ta thế vào cái C chẳng hạn. Vậy chúng ta thế vào X thế bằng 0, Y thế bằng 1, rồi Z thế bằng 1 vào. Đúng luôn. Đúng luôn nhưng chưa chắc là C này là đáp án. Chưa chắc C này đáp án. Chúng ta tiếp tục lấy cái B này, chúng ta thế vô. 1 là X thay bằng 1, Y thay bằng 2, Z thay bằng 0. Chúng ta thế vào, thấy sai. Sai đồng nghĩa với cái chuyện đó là cái điểm B này không thuộc vào cái mặt phẳng, không thuộc vào cái phương trình mặt, không cái mặt thuộc vào mặt phẳng này. Thì như vậy đáp án chúng ta sẽ là câu D mà chúng ta không cần phải thử bất kỳ một tọa độ nào vào câu D này. Chẳng hạn trong trường hợp này mà cái câu D này chúng ta thế vào mà nó cũng sai luôn thì chúng ta sẽ cũng chọn bình thường và chúng ta yên tâm ngủ ngon, để nó sai thì chúng ta tròn điểm nhé. Chúng ta yên tâm chuyện đó, được chưa nào? Vậy thì các bạn hỏi thắc mắc thầy, tại sao thầy không lấy điểm này thì thế vô ngay từ ban đầu chúng ta thế vào cái phương trình của cái câu A này, rồi thế B rồi thế C rồi vô chúng ta thế vô. Thì như vậy đối với bài toán này chúng ta thế rất nhiều lần và rất mất nhiều thời gian. Các em không tin thì các em về chúng ta thử giải theo cái kiểu là chúng ta cứ lấy điểm A, điểm B, điểm C chúng ta thế vào để chúng ta tìm cái đáp án. Và như vậy thì hồi nãy thầy thế cái điểm B vào phương trình của câu C này nó sai rồi, đó nào, thì đáp án còn lại chúng ta sẽ là câu D. Chúng ta sẽ dùng cái phương pháp loại trừ ở đây để chúng ta ra được kết quả. Và như vậy chúng ta lưu ý đối với cách giải bằng cách sử dụng máy tính cầm tay trong trường hợp của dạng toán này thì chúng ta lưu ý dùng thầy, giá trị D đầu tiên chúng ta cứ yên tâm chọn D bằng trừ 1 cho thầy. Rồi có giá trị ABC có nghiệm thì chúng ta đó chính là giá trị của ABC. Còn trong trường hợp vô nghiệm thì chúng ta quay ngược trở lại, đó là D bằng 0 để chúng ta loại bỏ được đáp án. Loại bỏ được đáp án. Và chúng ta tiếp theo là chúng ta đến với bài số 3. Bài số 3 thì cho chúng ta cái đường thẳng D.
đi qua điểm A đây, đi qua điểm A, và có cái vector chỉ phương là vector U. Yêu cầu của thầy đó là viết phương trình mặt phẳng P đi qua điểm M chứa đường thẳng D. Như vậy, để viết được một phương trình thì chúng ta cần có điểm đi qua. Chúng ta cần có điểm đi qua. Rồi, bài toán này, điểm đi qua có rồi, đó là điểm M, M cho rồi. Tuy nhiên, vector pháp tuyến chưa có. Chúng ta thử hình dung cái vector pháp tuyến của mặt phẳng P này, vector pháp tuyến của mặt phẳng P này nó sẽ như thế nào với vector chỉ phương U của đường thẳng D. Chúng ta suy nghĩ giùm thầy nào. Như thế nào các em? Rõ ràng là vuông, vuông gặp. Ngoài ra, chúng ta còn thêm một cái dữ kiện nữa. Đó là gì? Vector N này nó cũng sẽ vuông góc với thêm một vector nữa. Đó là vector nào các em? Vector nào? Vector AM, AM. Như vậy hóa ra đó là gì? Chúng ta đã có ngay một cái chuyện vector pháp tuyến P của chúng ta vuông góc với hai vector U và AM, AM thì không có gì khó khăn. Trở lại các bài toán trước mà thầy đã cung cấp cho chúng ta, vector pháp tuyến mặt phẳng P này đó chính là một tích có hướng của U và AM, AM. Cái vector này chúng ta nhận nó làm vector pháp tuyến được rồi. Đúng nào? Rồi, như vậy thì chúng ta biết là chúng ta phải làm gì rồi, đúng không? Chúng ta biết chúng ta làm gì rồi. Tuy nhiên, ở đây chúng ta thấy cách số 1. Cách số 1 thì chúng ta đang chờ đến cái cách số 2, đúng không? Chúng ta chờ đến cách số 2. Vậy cách số 2 nó là cách gì? À, liệu rằng nó có hấp dẫn hơn không? Thì chúng ta chờ tí xíu. Hoàn thành cách số 1 trước cái đã nha. Rồi, như vậy cách số 1. Đầu tiên, tính a vector AM ra. Tính tích có hướng lên. Và tích có hướng này, chúng ta sử dụng cái tọa độ 4-2-2 này làm cái vector pháp tuyến cũng được, không sao. Tuy nhiên thầy thích một cái vector cùng phương với nó đẹp hơn. Mình thích cái đẹp, đúng không nào? Cho nên cái gì đẹp là mình thích. Ở đây 2-1-1 đẹp. Như được. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái vector 2-1-1 này làm vector pháp tuyến. Điểm đi qua có vector pháp tuyến. Có luôn. Không có gì khó khăn để ra được phương trình mặt phẳng của chúng ta, đó là 2x - y - z - 1 bằng 0. -1 bằng 0. Và dĩ nhiên có bạn nói rằng là không thích đi qua điểm M, đi qua điểm A. Được không các em? Chúng ta suy nghĩ giùm thầy coi. Bây giờ các bạn là không thích cho đi qua điểm M nữa, đi qua điểm A được không? Thì câu trả lời sẽ là bình thường. Lý do tại sao vậy? Bởi vì mặt phẳng P chúng ta đang chứa D, mà D này đang đi qua A thì chúng ta lấy điểm A cũng được thôi. Ta lấy điểm A cũng được. Phải nào? Cho nên cái chuyện mà chúng ta lấy cái điểm nào thì chúng ta cũng lưu ý. Giống như hồi nãy là cái phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC mà chúng ta không thích chọn điểm A thì chúng ta sẽ chơi với điểm B, mà không thích chơi điểm B nữa thì chúng ta chơi với C bình thường. Một trong 3 điểm đó chúng ta chọn điểm nào cũng được. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ ra cùng một cái đáp án. Chúng ta yên tâm. Và như vậy thì cách số 1 là chúng ta nhớ rằng phương trình mặt phẳng chúng ta là 2x - y - z - 1 bằng 0. Chúng ta nhớ cái này. Để rồi qua cách số 2 chúng ta sẽ sử dụng máy tính cầm tay. Chúng ta sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta ra được cái kết quả có giống vậy hay không. Thì chúng ta hãy xem cái cách bấm máy tính này như thế nào. Mặt phẳng P chúng ta cũng có dạng như thế. AX cộng Y cộng CZ cộng D bằng 0 theo dạng tổng quát này. Và thầy là tiếp tục chọn D bằng -1. Và chúng ta cũng có được cái dạng AX cộng BY cộng CZ bằng 1. Và chúng ta lưu ý bài trước, đi qua 3 điểm ABC thì dĩ nhiên tọa độ điểm A và điểm B, điểm C đó chúng ta thêm vào phương trình này. Đúng không nào? Thì như vậy ở đây rõ ràng chúng ta có cái mặt phẳng P chúng ta hiện tại đang đi qua 2 điểm. Đi qua 2 điểm. Các anh nhẩm trong đầu thử xem. Giùm thầy coi nè. 2 điểm nào? Điểm M là đương nhiên rồi đúng không? Và một điểm nữa là gì? Điểm A hồi nãy thầy có nhắc tới rồi. Như vậy chúng ta có được 2 điểm A và M, nó thuộc vào mặt phẳng P. Thuộc vào mặt phẳng P. Và dĩ nhiên nó thuộc vào mặt phẳng P thì chúng ta lấy tọa độ điểm A và điểm M này thế vào P. Đó là một chuyện. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là vector pháp tuyến của cái mặt phẳng P chúng ta đó có tọa độ là A, B, C này, nó vuông góc với
cái vector u này. Cho nên hai vector mà vuông góc với nhau thì dĩ nhiên tích vô hướng của chúng sẽ bằng không. Mà biểu thức tọa độ của tích vô hướng đó là gì? Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân nhân cao, thì chúng ta sẽ có ngay một cái hệ phương trình. Đầu tiên thay tọa độ điểm A và điểm M vào P, chúng ta có được phương trình duy nhất. Phương trình thứ hai, tích vô hướng là hoành nhân hoành, hoành đồ của vector u một, hoành đồ của vector pháp tuyến n đó là a, như vậy một nhân a, tương tự như vậy tung nhân nhân tung và cao nhân nhân cao bằng không. Bấm máy tính chúng ta sẽ có được ngay bấm máy tính giải hệ phương trình bậc nhất ba ấn, không có gì khó khăn đối với chúng ta các em bây giờ là bấm máy tính là rất chuyên nghiệp rất chuyên nghiệp, ra được ngay kết quả liền. Rồi, đầu tiên đó là nghiệm x bằng 2. Thứ hai, x y chúng ta bằng trừ 1. Ba cái con số mà chúng ta sẽ nhận cho A là B và C. Như vậy, chúng ta ra được ngay A 2, B trừ 1 và C bằng trừ 1. Đó chính là ba cái nghiệm x, y, z của chúng ta trong máy tính. Và chúng ta không có gì khó khăn để chúng ta thế vào. 2x trừ y trừ z, một chuyển qua trừ 1 bằng 0, rất đơn giản, giống như cái kết quả của cách số số 1. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhớ một điều rằng, giống như hồi nãy, nó cũng sẽ có trường hợp khi mà chúng ta chọn D bằng trừ 1 này thì nó cũng sẽ ra là vô nghiệm. Mà nó ra là vô nghiệm thì chúng ta nhớ rằng, quay ngược trở lại, đó là mặt phẳng chúng ta đang đi qua góc tọa độ O và chúng ta sẽ sử dụng phương pháp loại trừ để chúng ta giải quyết bài toán này. Như vậy, máy tính sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái vấn đề đó là loại trừ. Chúng ta loại trừ bớt phương án của chúng ta để chúng ta còn ít cái phương án lại và chúng ta sẽ giải quyết bài toán nó nhanh hơn. Như vậy thì qua hai cái bài số 2 và bài số 3 thì chúng ta cũng thấy được so sánh được cái sự cái cách giải thuần túy với thêm cái cách giải mà sử dụng máy tính cầm tay, thì chúng ta chúng ta cố gắng, chúng ta thao tác và chúng ta sẽ tập bấm cho nó nhuần nhuyễn cách này để chúng ta có thể khi chúng ta đi thi nó sẽ phục vụ cho chúng ta trong vấn đề chúng ta sẽ ra được đáp số, hoặc chí ít thì cũng sẽ loại bỏ bớt được cái đáp án cho chúng ta loại bỏ bớt được các cái sự lựa chọn để chúng ta còn ít lại Thì đến với cái bài số 4. Thầy cho chúng ta hai điểm A và B và một cái đường thẳng D. Đường thẳng D này thầy cho dưới dạng tham số và chúng ta cũng không có gì khó khăn để từ phương trình đường thẳng D này chúng ta cũng có được ngay cái vector chỉ phương của đường thẳng D. Yêu cầu của bài toán đó là viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm AB và đồng thời song song với đường thẳng D. Như vậy, chúng ta nhìn hình ảnh chúng ta thấy đi qua điểm AB, như vậy viết phương trình mặt phẳng điểm đi qua có, rất đơn giản. Vấn đề còn lại tìm cho được vector pháp tuyến. Vậy thì vector pháp tuyến của chúng ta của mặt phẳng B này chúng ta thấy vuông góc với vector nào đây các em? Vuông góc với vector U, bởi vì giá của vector U này đang song song với gì? Với mặt phẳng P. Đồng thời vector pháp tuyến của mặt phẳng B này nó lại vuông góc với thêm một vector nữa, đó là vector gì? AB. Như vậy quay trở lại bài toán quen thuộc, một vector vuông góc với hai vector. Nha nào. Như vậy thì chúng ta có được ngay vector pháp tuyến chúng ta chọn, đó là tích có hướng của gì? Vector U và vector AB. Và như vậy thì chúng ta sẽ có ngay ý đáp số của bài toán này. Đầu tiên là chúng ta tính tọa độ vector AB ra. Thứ hai, vector U là vector chỉ phương của đường thẳng D, đó là các hệ số đứng trước T của trong phương trình đường thẳng D này, 1, 2 và trừ 2. Và chúng ta tính tích có hướng của hai vector này lên thì đây chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng P của chúng ta. Điểm đi qua có, vector pháp tuyến có. Như vậy thì chúng ta sẽ có được ngay, chúng ta có được ngay phương trình của mặt phẳng mà chúng ta cần tìm, đó là 10x trừ 4y cộng z trừ 19 bằng 0. Tiếp theo là thầy sẽ đến với bài số 5, là cái bài cuối cùng trong cái dạng toán này. Bài số 5 này thầy trích từ cái đề minh họa của đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Yêu cầu viết phương trình mặt phẳng P song song và cách đều hai đường thẳng D1 và D2. Và họ cho chúng ta bốn sự lựa chọn.
Chúng ta nhìn đường thẳng D1 và D2. Họ cho dưới dạng chính tắc. Từ đường thẳng D1 và D2 này, chúng ta không có gì khó để chúng ta có được ngay điểm đi qua và vector chỉ phương của hai đường thẳng D1 và D2. Như vậy, điểm đi qua của đường thẳng D1, D1 cho dưới dạng chính tắc x trừ x0 chia cho U1 bằng y trừ y0 chia U2 bằng z trừ z0 chia U3. Và như vậy, x0, y0, z0 ở đây, đó chính là tọa độ điểm đi qua. Và U1, U2, U3, đó là ba con số ở dưới này, đó chính là tọa độ của vector chỉ phương. Tương tự như vậy, cho đường thẳng D2, chúng ta cũng không có gì khó để chúng ta ra được ngay cái tọa độ điểm đi qua và vector chỉ phương của hai đường thẳng. Và nhìn vào hai cái vector chỉ phương của hai đường thẳng này, chúng ta cũng thấy rằng là hai đường thẳng này chắc chắn sẽ như thế nào các em? Cái vị trí tương đối của hai đường thẳng D1 và D2 này sẽ như thế nào nào? Chắc chắn sẽ là không song song. Chắc chắn sẽ không song song. Và như vậy, yêu cầu viết phương trình mặt phẳng P song song với hai đường thẳng D1 và D2 này thì chúng ta lưu ý vector pháp tuyến của mặt phẳng P này lúc này nó sẽ như thế nào với đây các em nào? Vector pháp tuyến của mặt phẳng P lúc này sẽ sao? Như thế nào với U1? Vuông góc với U1. Và như thế nào với U2? Cũng vuông góc với U2. Cho nên chúng ta không có gì khó khăn để tìm ra được một vector pháp tuyến cho mặt phẳng P này. Đó là tích có hướng của U1 và U2. Đó chính là vector pháp tuyến. Thế còn điểm đi qua? Nó giấu ở đâu? Giấu ở đâu nào? Còn một giả thiết mà chúng ta chưa xài tới. Đó là cách đều hai đường thẳng. Cách đều hai đường thẳng. Như vậy thì đường thẳng D1 đi qua điểm A, đường thẳng D2 đi qua điểm B, thì mặt phẳng P của chúng ta song song hai đường thẳng này và cách đều, cho nên nó sẽ đi qua một điểm rất đặc biệt, đó là trung điểm của A và B. Cho nên chúng ta sẽ tìm tọa độ trung điểm của A và B. Cách tìm tọa độ trung điểm giống như hồi nãy của chúng ta là tọa độ trung điểm M của AB trong cái bài mà viết phương trình mặt phẳng trung trực của đường thẳng AB, thì chúng ta cũng không có gì khó khăn để chúng ta tìm ra được cái tọa độ điểm M này. Nếu như em nào mà chưa có nắm được cái cách tìm tọa độ trung điểm này thì thầy ở đây thầy cũng xin nhắc lại, đó là chúng ta chỉ việc lấy cái trung bình cộng tọa độ hai điểm A và B là chúng ta sẽ có được ngay cái tọa độ của trung điểm. Chúng ta lấy tọa độ điểm A hoành độ điểm A hoành độ điểm B cộng lại chia đôi, tung độ điểm B cộng lại chia đôi, cao độ điểm A và cao độ điểm B cộng lại chia đôi, chúng ta ra được ngay tọa độ điểm M. Điểm đi qua có vector pháp tuyến đang chờ chúng ta hồi nãy thì không có gì khó khăn, chúng ta sẽ ra được ngay phương trình mặt phẳng P của chúng ta, đó là 2y trừ 2z cộng 1 bằng 0. Và chúng ta sẽ so sánh với các kết quả mà của đề cho, chúng ta sẽ chọn ra được ngay một cái đáp số cho mình, đó là câu B. Tuy nhiên là các em cũng lưu ý ở đây, đó là gì? Nếu như mà chúng ta nhìn nhận vấn đề nhanh hơn chút xíu nữa, đó là gì? Sau khi có được vector pháp tuyến N chúng ta, đó là gì? 0, 1 và trừ 1, thì chắc chắn một chuyện rằng cái mặt phẳng chúng ta sẽ không có chữ x. Như vậy thì trên các cái sự lựa chọn ở đây, chúng ta sẽ loại ngay hai cái phương án. Đó là hai phương án nào các em nào? Đó là A và C nó sẽ không còn tham gia vào trong cái mặt phẳng P chúng ta nữa, bởi vì tờ pháp tuyến của chúng ta hoành độ của nó là 0. Như vậy chúng ta chỉ còn lại B và D thôi, thì không có gì khó khăn. Chúng ta chỉ cần lấy tọa độ điểm M này, chúng ta thế vào B hoặc D cũng được. Thì chúng ta thấy nếu như thế vào B mà thỏa thì đó chính là đáp án của chúng ta. Còn nếu như nó không thỏa thì câu còn lại sẽ là đáp án. Và như vậy thì qua cái tiết học ngày hôm nay, chúc các em có một cái tiết học là đầy bổ ích, và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Trân trọng cảm ơn các em.